một con cá lóc, từ từ. Chị ơi, ông vừa bại đây, nó giật ông đó. Rồi, có chị đó kìa. Bỏ vô chuồng á. Trên đó con nữa đó. Đây mới ngóc cái đầu đó. Đó. Bắt luôn đó. Còn con chê bên ngoài này nữa nè. Rồi, ba con rồi, rồi. Ba con rồi. Rồi, thả nước nhiều hút ra. Con chê bên này đủ từ xăng rồi, đủ rồi. Chơi như vậy đâu có xin gì đâu. Cầm con cá rô lên lại coi anh. Cầm cá rô bự nãy lên lại coi. Con cá bự á, quá bự con cá rô rồi. Quá cá các bạn ơi. Ô, cá chê.
Bắt cá không đâu bắt người đâu. Hai đây hai con luôn các bạn. Có con bự dưới á. Đó, cá trê đó. Thank you.
Cá lấy cá, lấy cá. Đếm rồi con, đếm rồi mấy con. Cái rùa đã nhá. Cái này chứ con me. Cá to, cái to nó ngon. Cho con thêm nước con ngọt kìa. Hả? Thêm nước con ngọt á. Nhiều quá nó ngọt. Nhiều quá nó ngọt. Để cho cái thau bự á. Để thau bự á. Ai cho cái thau bự này ăn đi. Cái thau bự này con, cái thau bự mình lớn nữa. Con này sao hay chết vậy? Cho thôi là cái bán cơm, cơm thì hiểu bay bán. Thì bán rồi. Rồi sao rồi, cho nó hồi đi xíu ta làm cặp đó. Nó bông này đúng không? Nó bông đúng không? Nó đây, cái này hiểu bay nha. Quá con cá quá. Bé lớn mới thấy cá rô như thế này. Cá rô nhìn cá lóc. Quay ngang á, quay ngang gì nữa mà con nó bự. Để ngang á, để con nó vô làm ngang. Quay ra như vậy bé. Đó nhìn hai con nó bự dữ. Quay người cầm con cá luôn này thấy chưa? Quá giờ con cá luôn rồi. Quá đã hai cá rô các bạn. Rồi. Hai cá rô này là trên ký đó. Để ba đi.